Chuyên gia phân tích tội phạm học, tại sao sợ sao kê khi mình không có hành vi chiếm hữu? Khởi tố người đàn ông chửi bới đấm cán bộ công an. Tổ chức ăn nhậu trong khu phong tỏa còn tấn công lực lượng công an. Công an dùng một chiêu dứt khoát cuột ngã còng tay thanh niên gan lì. Người phụ nữ hung hăng dơ dao đòi chém người nhắc nhở mình quy định mùa dịch. Phát hiện bí mật động trời trong bốn giỏ cá rô cá lóc. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Chủ đề nghệ sĩ Minh Bạch Từ Thiện đang trở thành vấn đề nóng lan truyền trên mạng suốt một thời gian dài. Sau danh hài Hoài Linh, đến lượt vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh cũng liên tục bị giáo tên. Gần đây Trấn Thành tung ra hàng loạt trang sao kê số tiền đã chuyển khoản vào tài khoản của mình. Anh chia sẻ công khai trên trang cá nhân, bảng sao kê này dài hơn 1.000 trang, động thái của trấn thành khiến cho nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ nhưng cũng có không ít người chỉ trích anh về cách làm từ thiện không chuyên nghiệp dẫn đến mâu thuẫn theo dõi hoạt động từ thiện của một bộ phận giới nghệ sĩ trung tá công an chuyên gia phân tích tội phạm học đào trung hiếu cho biết hiện tượng trục lợi từ lòng nhân ái từng xảy ra trước đây cơ quan điều tra các địa phương đã bắt xử lý hình sự cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện với những người nổi tiếng trung tá hiếu cho rằng họ cũng là con người có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố có thể ban đầu họ đứng ra kêu gọi với cái tâm thiện nguyện thật, nhưng cũng có người làm để đánh bóng hình ảnh. Khi số tiền dồn về nhiều, có thể có người không còn hành sự theo suy đoán ban đầu mà chuyển hóa mục đích số tiền đó dành cho cá nhân của mình. Họ làm việc này không ai kiểm soát, không ai biết được số lượng tổng thu chi như thế nào. Theo ông, phản ứng này cũng không quá xa lạ bởi bản chất con người là tư hữu, mong mỏi thỏa mãn vật chất, xuất phát từ đó có thể dẫn đến họ có con đường bội tín căn cứ vào các diễn biến xảy ra trên mạng xã hội, Trung Ta Hiếu cho biết đến thời điểm này cơ quan chức năng đã đủ yếu tố cần thiết để tiến hành các hoạt động điều tra. Nếu cáo buộc trên mạng là đúng, chắc chắn có dấu hiệu hình sự. Với người dân, ông Hiếu nhận định họ đã chịu một cuộc khủng hoảng về lòng tin khi chứng kiến những lùm xùm từ thiện. Từ nay những người có trái tim thiện lành chứng kiến những khó khăn của đồng bào sẽ băn khoăn trong việc chọn đối tượng để gửi gắm tấm lòng, họ sẽ dần cảnh giác để không bị lừa. Tôi nghĩ trước vấn đề từ thiện không minh bạch này về lâu dài sẽ gây khó khăn cho những người có hoàn cảnh cần giúp đỡ, khi mà những người có khả năng giúp lại không dám thực hiện lòng tốt của mình vì sợ tiền không đến được đích. Đây là hậu quả xấu đối với xã hội, một bộ phận nghệ sĩ đang vướng mắc bây giờ nên sớm có cách chứng minh trước dư luận, sao kê, sao phải sợ khi mình không có hành vi chiếm hữu? Với người dân nếu muốn gửi gắm tấm lòng, chúng ta hiếu khuyên họ nên trực tiếp gặp mặt những người cần được giúp đỡ hoặc thông qua các tổ chức như Hội chữ thập đỏ, Ủy ban mặt trận tổ quốc. Nếu ủng hộ qua cá nhân thì cần tìm người thật đáng tin cậy, luôn công khai quá trình từ thiện, có sự giám sát của bên thứ ba, quá trình trao tặng có chính quyền làm cầu nối. <laughs> Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đề nghị đến làm việc, lương Xuân Hạnh đã không chấp hành mà còn chửi bới, dùng tay đấm một cán bộ công an. Mới đây, Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Xuân Hạnh, sinh năm 1980, huyện Đồng Phú, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9, Lương Xuân Hạnh điều khiển xe máy, lưu thông trên đường theo hướng huyện Phú Diềng đi thành phố Đồng Xoài. Khi Hạnh đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 tại ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tổ công tác tại chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hạnh không chấp hành mà có lời lẽ thô tục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và bỏ đi. Lúc này một cán bộ công an huyện Đồng Phú đang trực tại chốt, yêu cầu Hạnh quay lại để làm việc, nhưng Hạnh không chấp hành mà còn lao đến, dùng tay đấm vào mặt và người cán bộ công an. Lực lượng trực chốt đã kịp thời khống chế, bắt giữ lương Xuân Hạnh giao cho cơ quan công an. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Nhân Trạch Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng ở xã Long Thọ để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, ngày 7 tháng 9, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Tân, sinh năm 1990, và Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1988, cùng tạm trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào 21 giờ 10 phút ngày 5 tháng 9, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế thuộc ấp 2 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Nhận được tin báo, Công an xã Long Thọ đã cử Trung úy Phạm Xuân Quyết, Công an xã Long Thọ và hai cán bộ cảnh sát cơ động tăng cường chống dịch tại Công an xã Long Thọ là Cái Thiện Vĩ và Trần Thanh Tùng xuống hiện trường để xử lý. Thời điểm này, tại phòng trọ số 15, đang có nhớ Tân và Lê Quang Nghĩa, sinh năm 1998, quê tỉnh Cà Mau say rượu và gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an nhắc nhở thì nhớ và Tân đã lớn tiếng thách thức rằng co chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ chưa dừng lại nhớ còn cầm một con dao xông đến chém vào tay phải của trung úy quyết gây thương tích trong khi đó tân xông đến giật cây ba chắc trên tay cán bộ cảnh sát cơ động cái thiện vĩ và dùng chân đạp vào bụng anh vĩ sau đó công an xã long thọ đã bắt giữ đối tượng nhớ và tân đưa về trụ sở để làm việc công an huyện nhân thạch đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mặc dù chỉ bị lập biên bản nhắc nhở không xử phạt nhưng nam thanh niên này vẫn bức xúc la lối đòi lại lý lẽ bằng được mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của nam thanh niên ra đường giờ giới nghiêm theo đó anh cùng vợ ra đường sai giờ quy định bị tổ công tác gọi vào tuần tra chiến sĩ công an đã nương tay chỉ lập biên bản nhắc nhở không xử phạt và kêu anh cùng vợ về ngủ tuy nhiên nam thanh niên vẫn khá bức xúc đứng đôi co thêm vì không đồng ý với biên bản này anh lớn tiếng hỏi nhưng thanh niên vẫn cự cãi với chiến sĩ công an ta chống anh đâu không được không không được này tôi về bên đây tôi về đi về đó ngủ đây lấy xe chạy về ngủ mà nói gì không, không về đi gì? Sau, giết này, giết chiếc, về ngủ đi tại ừ. sao viết này viết chính kiến nãy giờ rồi về ngủ đi vậy thôi hai chiến sĩ công an trong tổ công tác kiên nhẫn nói người chồng đi về ngủ đi lấy xe chạy về đi không tôi ra tôi bắt lại anh bây giờ à. chú lợn ấy con nãy ông chưa chống chú vậy cha bây giờ đến đây là này tôi bắt anh bây giờ về không em chưa chống anh đừng nói nữa Chừng nào mà em thông à, sớm nhưng đi mà anh đi anh gì, gì? Không đúng giờ thôi. em Em cho anh Tuy nhiên người này vẫn gan lì ở lại bắt lỗi trong tờ giấy biên bản, một mực đòi lại lý lẽ. Bất lực trước nam thanh niên, hai chiến sĩ tổ công tác buộc phải dùng đến biện pháp nghiệp vụ. Ngay lập tức một chiến sĩ công an áp sát, cuột ngã, rồi dùng còng tay, khóa tay nam thanh niên lại, Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất bình. Không rõ nam thanh niên có say xỉn, có vấn đề về tâm lý hay không, nhưng cách chống đối cố tình gây rối của anh ta là không thể chấp nhận. Một người bình luận, người ta bảo đi về đi thì không đi, cô vợ thì biết điều, còn lão chồng quá cùn, hoan hô chiến sĩ công an, nhanh gọn, dứt khoát. Phải cho lên phường mới hết cãi lý được, cứ bắt gọn như vậy là chuẩn rồi, các anh làm tốt lắm, cho chừa những kẻ không biết lắng nghe, không thể khoan nhượng được. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thời gian qua về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, nhiều khu vực được trăng dây để phân biệt vùng xanh vùng đỏ. Vùng xanh là khu vực an toàn, chưa có ca nhiễm bệnh nào. Bởi vậy những ai ở đó đều ra sức chấp hành các quy định chống dịch. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip khiến tất cả mọi người chú ý. Người đăng tải clip cho biết như sau. Cả xóm mình tự làm rào bảo vệ vùng xanh và đây là thành phần đưa người lạ về nhà ngủ, ngày đi lông nhông 8 lần ra đường và đòi chém mẹ mình. Trong đoạn clip đó, một người phụ nữ đang cầm dao, dọa chém những ai nhắc nhở mình chị này liên tục thách thức mọi người quay clip và cho rằng không ai có quyền cấm mình đi ra ngoài hay dẫn người khác về nhà sau đó một cô bé đến để rằng dao ra khỏi tay người phụ nữ nhiều người xung quanh ngao ngán nhìn người phụ nữ tức giận và hung hăng làm loạn giữa đường nói gì thì nói tụ tập đông người như thế này chẳng phải là một cách hay trong thời gian dịch bệnh phòng bệnh được chừng nào thì tốt chừng đó việc ra ngoài đi lại bất chấp như trong tình huống trên thật sự là không nên nhiều cư dân mạng đã lên tiếng phê bình người phụ nữ và cho rằng nên có chế tài xử phạt nặng tay với những người không chấp hành quy định chống dịch. Cả xóm nỗ lực để giữ an toàn mà lại có thành phần con sâu làm dầu nổi canh như thế này thì thật sự đáng lên án. Mình xem clip thôi cũng đủ thấy tức giận rồi. Một cư dân mạng bình luận. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Mới đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất cấm với số lượng lớn. Tăng vật thu giữ gồm 92 bánh heroin, 59,96 kg chất cấm tổng hợp và 20.000 viên thuốc lắc. Trước đó vào cuối tháng 6 năm 2021, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép nhiều loại chất cấm với số lượng lớn từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nên lập chuyên án để theo dõi. Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện mã QR ưu tiên theo luồng xanh, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm dịch COVID-19 để vận chuyển mua bán trái phép chất cấm. Chất cấm được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ cần xé, bên trên là mắm, cá rô, cá lóc. Sau khi nắm rõ những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm bộ công an, công an quận 12, công an huyện Bình Chánh và công an huyện Củ Chi lên phương án triệt phá đường dây này. Lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng LTH sinh năm 1992, HHN sinh năm 1992, HVT sinh năm 1975 và DTMZ sinh năm 1980. Công an thu giữ khoảng 99,648 kg chất cấm các loại, được cất giấu bên trong bốn giỏ cần xé, phía trên là mắm cá rô cá lóc. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án trên theo quy định của pháp luật.